Vừa ra khỏi hội đường Capernaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andre, có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người biết tình trạng của bà. Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm thầy đấy." Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó." Rồi người đi khắp các miền Galilee, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Kính chào anh chị em, hôm nay là Chủ nhật thứ 5 thường niên. Chúng ta cùng nhau với Hội Thánh tôn vinh Thiên Chúa vì Thiên Chúa yêu thương nhân loại này. Sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay ở bài đọc 1 cho chúng ta thấy hình ảnh của một ngôn sứ bị buồn. Buồn vì một thế giới quá nhiều người bị tổn thương. Người thì bị bệnh, người thì bị mù, người thì bị què cụt, người thì bị quỷ ám, người khác thì bị phong hủi và bại liệt. Và cứ từng người trong họ xếp hàng với nhau đi đến cái cửa cuối cùng gọi là cửa tử, cửa chết. Vị ngôn sứ của chúng ta buồn và mong chờ ngày Đức Chúa đến cứu độ, giải thoát dân khỏi cái nỗi buồn của kiếp làm người. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi làm người, Ngài bảo rằng nó là cái tình trạng sinh bệnh lão tử. Có người sinh ra bệnh tật, già cả và chết chóc. Giáo lý Công giáo thì không có xác nhận và bảo rằng không có luân hồi. Bởi vì mỗi con người là độc nhất vô nhị, là thụ tạo độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Trong Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa, người ta được hồi sinh, được phục sinh, chứ không phải là luân hồi. Và bài phúc âm ngày hôm nay thì cho chúng ta thấy ở Tin Mừng Mát-cô chương 1 từ câu 29 đến câu 39 mô tả cũng như bài đọc 1, đó là những người bệnh tật, những người đau đủ thứ bệnh, những người quỷ ám, những người phong hủi, những người bại liệt. Vẫn là một thế giới đau thương. Như vậy không phải cách Chúa Giêsu 600 năm có đau thương thời Chúa Giêsu hết. Không, thời Chúa Giêsu vẫn những khuôn mặt đau thương đó và còn tồi tệ hơn. Và đến thời chúng ta ngày nay cũng vậy, còn có những bệnh tật tồi tệ hơn nữa, khiếp sợ hơn nữa, chưa có chấm dứt. Một thế giới tổn thương đó, họ được Chúa Giêsu chạm đến để chữa lành. Bắt đầu với bà mẹ vợ của ông Simon, bắt đầu đến dân chúng trong làng, bắt đầu đến người bị quỷ ám, bị thần ô uế nhập, bắt đầu đến người bại liệt, đến người phong hủi. Từng khuôn mặt một khi được Thiên Chúa làm người Giêsu chạm đến, người ta được chữa lành. Tổn thương thân xác của một người bệnh thì nhìn bên ngoài chúng ta thấy chỉ có một mình họ bị tổn thương.
Nhưng thật ra cả gia đình họ đau khổ vì cả gia đình phải bớt miếng ăn lại đi chạy tiền thuốc cho họ. Cả gia đình đêm không ngủ ngon là bởi vì sẽ phải chập chờn giấc ngủ để lỡ người đó có vấn đề gì còn kịp thời dậy đi cấp cứu. Mà không chỉ cả gia đình, mà cả dòng họ, cả lối xóm. Và nếu cái tình trạng bệnh nhiều nữa thì cả một quốc gia. Và rõ ràng có những bệnh tật làm cho con người ta đau đớn khổ sở, nó xuất phát chính từ những quyết định sai lầm của quốc gia. Ví dụ như nhà máy Man and Glee ở dưới đồng bằng sông Cửu Long xả thải một cách nghiêm trọng ra dòng sông Mekong đó. Dòng sông Mekong nó vừa chảy về cung cấp nước uống cho các nơi, vừa thấm vào đất làm cho đất ô nhiễm. Thì con người ta bị ô nhiễm và nên bệnh tật bởi nước, bởi thực phẩm. Rồi chủ trương tạo ra một cái phồn hoa giả về vật chất, mở đủ thứ cửa khẩu dù là chính thức hay tiểu ngạch để cho hàng Trung Quốc được nhập ồ ạt vào bán với giá rẻ. Khi dân ăn vào thì bắt đầu mang đầy bệnh tật. Mục đích là thấy là người bên Mỹ họ ăn cái này có thì Việt Nam ăn cũng có. Có thua gì Mỹ? Việt Nam chơi cái đồ chơi này, bên Mỹ cũng có. Chơi cái đồ chơi này thì Việt Nam và Mỹ ngay hàng nhau. Nhưng toàn là những hàng kém chất lượng và đầy hóa chất, đầy yếu tố đầu độc. Thế giới bị tổn thương của chúng ta không chỉ dừng ở đó, mà còn đau nhói hơn khi những người lên tiếng để ngăn lại những cái sai lầm gây ra tổn thương đó cho đất nước, cho các gia đình và cho mỗi cá nhân thì lại bị bắt bỏ tù, bị vu khống đủ thứ điều. Thế giới bị tổn thương đó, ở Việt Nam đó, đang đợi chờ Chúa Giêsu đến chạm chữa lành, nói lời chữa lành. Những ai sẽ là chứng nhân của Ngài đấy? Những ai sẽ là chứng nhân của Ngài đây? Chính Ngài sẽ dùng ai đây? Nếu mỗi người chúng ta không sẵn sàng để Ngài có thể sử dụng, Chúa Giêsu chắc chắn Ngài sẽ làm được. Nếu Ngài chọn tôi không được, Ngài chọn anh chị em không được, thì Ngài sẽ chọn người khác. Và lúc đó tôi và anh chị em là những người từ chối Ngài thì chúng ta mất phần, anh chị em khác sẽ có phần. Xin Chúa Giêsu hãy chọn con. Xin Chúa Giêsu hãy chọn chúng ta để chúng ta không mất phần. Amen.